này và model Inflex. Mình sẽ chọn chọn cái category. Category là chọn đối tượng nào. Ví dụ như là mình chưa phân vào đâu thì mình chọn là casework. Ok. Thì mình chọn là casework 1 nha. Ok. Thì đây nó sẽ có 5 cái lệnh chính. Đây các bạn sẽ thấy đây là family category, là các cái phần mà mình chọn. Mình có thể đổi các cái category này. Cái thứ hai là parameter, là những cái tham số tham biến dài rộng cao. Tương đối. À, tiếp tục đây là property, là cái thanh phải hiệu chỉnh ở đây thôi. Còn đây nó sẽ có cái from này. From này. From là dùng extrusion, là lệnh extrude. Blend là một cái lệnh. Mình có thể để vào đây thì nó sẽ có cái video clip này. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn thì các bạn có thể ấn phím F1. Nó sẽ mở cái hỗ trợ lên nhé. Về cái phần mà chúng ta video mà chúng ta muốn chỉnh sửa nhé. Revo là lệnh tròn xoay nhé, với khối tròn xoay. Và sweep là cái lệnh mà ta có thể là vẽ theo đường dẫn. Và sweep blend là kết hợp vừa blend này, lệnh blend này và vừa sweep. Còn void đây là khối rộng nha, thì nó cũng tương tự có void, void extrude, void blend, void revo, void sweep và void blend sweep. Thì trong Revit nó chỉ dựng bằng tất cả là 10 cái công cụ này, 5 đặc và 5 rỗng. Còn đường model line đây là cái đường line, đường vẽ ra. Thôi, mất cái màn hình chia sẻ rồi thầy ơi. Mất màn hình chia sẻ. Mình nhìn thấy chưa? Ok chưa? Rồi ok rồi, ok. Rồi rồi. Và model line đây, còn component đây thì là mình cũng bố trí đồ vào trong đây thôi. Còn bản chất ở trong đây thì nó sẽ opening là các mẫu mở, còn đây là các cái group, là tạo group hay là bố trí group vào đây nhá. Còn reference line và reference plan thì tôi sẽ bảo rồi. Tôi đã bảo rồi. Reference line plan thì tôi đã bảo rồi, xét nó thẳng thì học rồi, show học rồi, view học rồi. Finish các cancel này thôi. Thì ở trong cái tab này nó sẽ rất là đơn giản. Trong cái tab family này thì rất đơn giản. Đầu tiên là lệnh extrude. Tôi kích chọn vào lệnh extrude. Thì trong lệnh extrude này nó sẽ có ra các cái tab như sau. Nó hiện markshop này, các cái lệnh liên quan đến active control, có nghĩa là mình sẽ ghim lại các cái đối tượng đấy. Và đây toàn bộ là các cái lệnh của chúng ta đã được học nhá. Đấy tất cả các lệnh. Đấy này là dimension. Còn đây là các cái draw. Cho phần vẽ và đây là xét mặt phẳng. Thì bây giờ cái xét mặt phẳng mình lựa chọn, đây mình đang lựa chọn mặt phẳng 1. Thì tôi vẽ một cái khối bóc ở đây nha. Đúng không? Thì tôi ấn finish. Thì các bạn sẽ nhìn trên 3D. Bạn sẽ thấy đây nó có một khối bóc. Thì khối bóc này là extrude end nó cao là bao nhiêu? 250, tôi cho nó 1000. Đây thì nó sẽ extrude lên 1000. Bây giờ extrude start là điểm bắt đầu bằng 0 trừ xuống 1000. Thì nó sẽ âm xuống 1000. Còn đâu bằng 0 thì nó đúng bằng cái mặt phẳng. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Còn extrude end kết thúc là kết thúc cao lên 1000, hay là extrude start âm xuống 1000 so với mặt phẳng tầng 1 group plan này. Thì mình muốn hiệu chỉnh mặt phẳng thì mình phải edit group plan thì chọn lên tầng 2 nhỉ? Đây. Thì là cái này nó sẽ tầng 2, hay là edit group plan. Đấy thì mình sẽ chọn xuống tầng 1. Cái việc này là do mình lựa chọn. Và mình chọn ở đây thì mình có thể là edit extrude này. Thì chỗ này mình có thể dùng các công cụ cũng như là finesse đây nhỉ. Nhá. Đúng không? Đây là extrude, đây là extrude theo mặt bằng là từ tầng 1 trở lên. Còn mình cũng vẫn có thể là dùng lệnh extrude này, chọn đối tượng này, giữ shift này, giữa chuột giữa để xoay này sẽ dễ hơn. Ví dụ mình muốn extrude trên này vẫn là lệnh extrude, mình vào phần grid này, xét mặt phẳng này, mình có thể là pick a plane chọn là mặt phẳng này, mặt phẳng ngang này, có thể show lên. Bạn thấy mặt phẳng đấy không? Cái mặt phẳng này chúng ta được học rồi. Bây giờ mình vẫn vào grid này, chọn lệnh extrude và mình extrude ở đây theo đường tròn này, chọn này 250 finish. Thì đây nó sẽ là từ extrude theo chiều ngang này ra đây này. Bạn làm quen với mặt phẳng này nhá. Còn nếu mà các bạn muốn vẽ mặt phẳng thì ví dụ như là các bạn muốn vẽ mặt phẳng ở đây và grid này, các bạn để chọn đây là red plan đúng không. Ví dụ như mình muốn extrude trên mặt này đây, mình chọn này mặt phẳng này tên là gì nhá, rf3 này. Ok. Đây, thì muốn mặt phẳng này trên với mặt phẳng này chúng ta không nhìn thấy. Đúng không? Ta không nhìn thấy, chúng ta sẽ chọn cái grid này, extrude này. Thì các bạn sẽ chọn đây là set group plan, chọn đây theo tên. Mình chọn đây là gì? Là RF3 đây. Ok.
thì các bạn sẽ thấy là cái à mình vẫn để show này, thì cái mặt phẳng này ra nó đã show ở đây rồi này. Đó, và bây giờ mình dùng lệnh extrude này, này vào grid này, khi nó bị các bạn đang trong sketch này mà các bạn vào grid này nó sẽ bị mờ nhỉ. Các bạn nhìn thấy chỗ này nó có cái modify grid extrusion màu xanh này. Click vào đây thì các bạn chọn cho tôi đây là rectangle này. Vẽ từ đây qua đấy, chúng ta có thể là dùng lệnh finish như này nhà finish người thấy không, đây nó extrude ra 250, các bạn có thể cho 1000 thấy không đấy, nó extrude thì đây là mình đã chọn được cái vị trí mặt phẳng từ tầng này, nó là vị trí này RF3 đây đúng không, thì đây là cái cách mà chúng ta làm quen đến mặt phẳng, thì đấy là RepLand ra chọn đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ chọn ở đây trong cái môi trường này, thì chúng ta vẫn đang trong cái môi trường này, chúng ta sẽ có làm quen với RepLand Line. RepLand Line thì nó sẽ hay hơn ở chỗ là chọn nó đây, thì khi mình vẽ ra đây thì nó sẽ có luôn, nó xuất hiện luôn ở trên 3D này, click được mà. Thì khi chúng ta finish hoàn toàn này nhé, thì đối tượng này nó thuộc về trong project, còn khi mà ta chọn đối tượng này và ta edit in black, ta vẽ in black đây, trong đây nó có đường line này, đường này ấy, đường reference line này và reference plan nó khác nhau nha, ref line nó khác với cả ref plan. Ví dụ như ref line này nó nhìn thấy trên đây và nó có các mặt phẳng, ở đây mình có thể set được mặt phẳng grid này, set này, set group plan, thì mình có thể pick là chọn, ok là mặt này nó nằm ngang, ấn tab này là mặt đứng này, bạn thấy mặt đứng em đúng không, thì trong đây mình lại chọn tiếp được cái ref line này. Có thể nó vẽ được cái gì, vẽ được một cái đường chéo nghiêng ở đây nha, bao nhiêu độ thì mình cũng vẽ. Mình vẽ đường này và mình bây giờ mình lại set tiếp mặt phẳng, set mặt phẳng, pick your plan, ok chọn đây, nhấn tab, mình chọn được mặt phẳng chéo như này, bạn thấy mặt phẳng chéo đây không, và bây giờ mình sẽ vẽ các cái đối tượng ở trên mặt phẳng chéo này, có nghĩa là mình sẽ tùy ý lựa chọn được tất cả các cái dạng khối mà theo ý của chúng ta muốn vào cái hình chéo này, này. Đấy, bạn thấy không, này. Đấy. Bản thân là chúng ta phải xét được mặt phẳng, chúng ta phải hiểu được mặt phẳng này. Mọi người hiểu được cái tính chất là xét mặt phẳng này chưa nhỉ? Thì khi cái mặt phẳng đấy tôi chỉ cần đặt tham biến này nó là bao nhiêu thì cái này nó sẽ mở ra mở vào. Đối tượng này nó thuộc về mặt phẳng này và sau này tôi đặt tham biến là tôi sẽ gán cái biến đấy vào cái mặt phẳng này. Cái mặt phẳng đấy nó quay bao nhiêu độ bao nhiêu nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái này. Người hiểu vấn đề không ạ? Thì đấy là đối với cái lệnh extrude, mọi người hiểu được hay không? Mọi người phân biệt được cho tôi là gì? Phân biệt được cho tôi là RepLand và gì? RepLine. Đấy. Thì RepLine nó chỉ xuất hiện khi vào trong cái môi trường là Model in Place hoặc là môi trường Family. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là có hai mặt phẳng, hai loại mặt phẳng nha. RepLine là mình có thể sử dụng, cái sự khác biệt của nó là gì? Là cái này khi mà mình vẽ ra nó sẽ không xuất hiện ở trong cái project của chúng ta. Nó là mặt phẳng ảo. Còn cái mặt phẳng này là cái mặt phẳng RepLine này, chúng ta vẽ tạo ra nó và nó sẽ xuất hiện ở trong project thì là trong family này. Đấy, đây này, nó này khống chế được nó và nó sẽ gán được tham biến, còn cái RepLine này chúng ta sẽ không gán được tham biến nhé. Đấy, chúng ta di chuyển nó đi thì sau này chúng ta sẽ gán tham biến, vẫn gán được nhưng mà nó sẽ là mặt phẳng ảo nhé. Người hiểu vấn đề chưa ạ?